Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngay Từ Việt Nam mới ra mắt đêm qua tại Mỹ thôi. Thì bây giờ mình đã có ở đây, đấy là Note 10 và Note 10 Plus. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về bộ đôi mới này của nhà Samsung để xem là nó có những gì. Có lẽ về mặt thông số thì đến bây giờ các bạn đã nắm quá rõ rồi về con chip thế nào, kích thước màn hình như thế nào và cũng như là chúng ta có camera ra sao. Nên mình cũng sẽ chỉ có một video và chia sẻ nhanh và cũng như so sánh một chút so qua lại giữa hai chiếc máy này để xem là với phiên bản Note 10 Plus hay là Note 10 thì nó mua hơn. Thứ nhất về mức giá của hai chiếc máy này, như công bố trong sự kiện thì nó sẽ chênh nhau khoảng tầm 1,5 triệu cho tới 2 triệu. Và nếu như chênh lệch nhau như thế thì Note 10 và Note 10 Plus nó có chênh lệch nhau nhiều về cái phần trải nghiệm hay không? Chắc chắn là có. Mình hơi thắc mắc một tí đấy là tại sao trên cái chiếc Note 10 như này nó lại chỉ có màn hình Full HD Plus thay vì việc là cứ mang nó lên kiểu 2K như kiểu S10 và S10 Plus đi thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng rất buồn, chiếc Note 10 sẽ là màn hình 6.3 Full HD Plus và chúng ta có tấm nền Dynamic AMOLED. Màn hình vẫn sẽ thiết kế theo cái phong cách đấy là Infinity O, đục lỗ ở phía bên trên. Và cái lỗ ở trên cả Note 10 và Note 10 Plus thì đều được đưa vào giữa để nó sẽ có một cái gì đó cân đối hơn, thay vì việc là để ở cái rìa như trên S10 và S10 Plus thì mình thấy là nó cũng đẹp hơn. Và nếu như các bạn không thích lỗ này thì các bạn có thể là sử dụng một cái hình nền che khuất nó đi, bởi vì là nó cũng khá là nhỏ mà thôi, chứ nó không bị to to dài dài giống như trên kiểu cái chiếc S10 Plus thì cũng sẽ không gây cho các bạn khó chịu. Với cái chiếc Note 10 Plus ở đây thì như mình đã nói rồi, Note 10 Plus với mức giá cao hơn chúng ta cũng sẽ có màn hình xịn sò hơn, đấy là độ phân giải 2K, và chúng ta cũng sẽ có tấm nền Dynamic AMOLED hỗ trợ HDR10 Plus. Và tất nhiên thì cả hai tấm nền này đều hỗ trợ những công nghệ giống nhau, chủ yếu là nó khác biệt ở đây đấy là về cái độ phân giải màn hình mà thôi. Cái sự khác biệt thứ hai đấy là về camera. Thì với chiếc Note 10 này chúng ta cũng sẽ có một sự cắt giảm ở phần camera so với Note 10 Plus, tức là chúng ta đều có 3 ống kính với độ phân giải tương đồng như nhau, đó là 12 megapixel cho camera chính, khẩu độ f1.5 f2.4, chúng ta có camera zoom tele 12 megapixel và camera góc siêu rộng là 16 megapixel. Nhưng mà với chiếc Note 10 Plus này thì chúng ta sẽ có thêm cái cảm biến TOF để nó giúp cho các bạn đo độ sâu trường ảnh cũng như là giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm AR là tốt hơn so với chiếc Note 10. Thiết kế cũng như là cảm giác cầm nắm thì do Note 10 Plus ấy nó có một kích thước tổng thể lớn hơn nên là chắc chắn các bạn sẽ cầm nó hơi khó hơn một chút so với chiếc Note 10. Nhưng mà dẫu sao với những bạn tay to như mình như thế này thì cầm nó vẫn khá là dễ dàng, và cũng như những cái đường nét bo cong ở đây nó ôm rất là gọn. Nói chung là cầm không cấn một tí gì, vẫn khá là thoải mái. Và chúng ta sẽ có một điểm nữa, đấy là ở trên chiếc Note 10 và chiếc Note 10 Plus nó cũng bị phân biệt đối xử một chút về phần cứng bên trong. Đấy là với Note 10 thì chúng ta sẽ chỉ có tối đa đấy là 8GB và 256GB bộ nhớ trong, không có tùy chọn với bộ nhớ trong cao hơn. Và chúng ta cũng sẽ không thể gắn được thẻ nhớ ngoài mở rộng trên cái chiếc Note 10 này. Còn với Note 10 Plus thì các bạn sẽ có tối đa là 12GB, chúng ta có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 256GB và 512GB, và chúng ta cũng có thể gắn được thẻ nhớ ngoài mở rộng vào. Quá là buồn cười đúng không? Thế nhưng mà về con chip vi xử lý thì chúng ta đều có con chip là Exynos 9825 trên cái phiên bản dành cho thị trường Việt Nam ở đây, cũng như một số thị trường khác ví dụ như Hàn Quốc các thứ. Còn với những thị trường châu Âu kiểu nước Mỹ như thế thì chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 855, thì nó sẽ ngon hơn, chơi game ngon hơn thôi. Mình thì mình cũng mong là cái phiên bản Snapdragon 855 về Việt Nam, nhưng mà Samsung đã quyết rồi, chúng ta sẽ không có Snapdragon 855 để trải nghiệm. Cái tiếp theo đấy là về khoản pin cũng như sạc. Thì Note 10 Plus chúng ta sẽ có quả pin lớn hơn với dung lượng là 4300 mAh, chúng ta sẽ được hỗ trợ sạc nhanh tối đa lên tới là 45W, tức là nó sẽ có thể là sạc cho chiếc Note 10 Plus này cực kỳ nhanh chóng. Và cái sạc nhanh không dây trên chiếc Note 10 Plus thì chúng ta cũng sẽ có là 15W thay vì là 12W sạc nhanh không dây trên cái chiếc Note 10. Và Note 10 cũng sẽ chỉ có sạc nhanh bằng dây tối đa là 25W mà thôi, và dung lượng pin trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 nó cũng sẽ chỉ có là 3500 mAh mà thôi. Đến với cái bút S Pen thì những cái tính năng với bút S Pen nó giống tương tự như nhau, nên là mình cũng sẽ chỉ demo trên cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus mà thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tính năng thao tác không chạm mới, ví dụ như đây nhá, mình sẽ giữ cái nút này và mình đưa sang. Nó đây, mình dùng vẫn chưa quen đó, các bạn thấy không ạ? Tại vì nó sẽ được tích hợp cái cảm biến con quay hồi chuyển ở đây để giúp chúng ta có thể thao tác từ xa mà không cần phải đưa bút, không cần phải quấy tay trên màn hình. Các bạn sẽ có kéo xuống này để đổi camera này, kéo xuống đổi camera, và chúng ta sẽ có quay tròn để zoom. Mình zoom vẫn chưa quen lắm. Nói chung rằng là những cái thao tác này nó sẽ rất là hay, nó sẽ rất là hữu ích nếu như các bạn sử dụng quen. Đây, mình đã bắt đầu quen đấy, gãy phát nào được phát đấy này. Chúng ta sẽ đưa về camera sau và các bạn sẽ quay vòng tròn. Quay vòng tròn. Zoom 1x1, zoom 1x2. Đây, chúng ta sẽ zoom. Chúng ta sẽ zoom. Rất là hay ho đúng không ạ? Mình vẫn chưa biết làm cách nào để có thể zoom một cách nhanh hơn. Nhưng nói chung là nó có những cái thao tác rất là hay.
Và cái cây bút này á, khi mà các bạn rút từ bên trong chiếc máy của chúng ta ra thì nó sẽ có thông báo luôn cả cái thời lượng pin đang còn lại trên cây bút ở đây, rất là tiện lợi chứ không giống như cây bút của Note 9 năm ngoái. Và trên đấy là video mình chia sẻ với các bạn về chiếc Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus, những thứ mà khác biệt nhau giữa hai chiếc máy này và cũng như là những thứ mà hai chiếc máy này đang có. Các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus? Xin comment để lại ý kiến cũng như là những cảm nhận của bạn về bộ đôi này ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy thích đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Ngành Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.